Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh chúc quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau và có những mệnh chủ thì mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may giàu lên. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 3 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không thưa quý vị? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 3 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 3 âm lịch. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ghen tị, ganh ghét, đố kỵ, nhưng đặc biệt là cũng không kém phần kính nể. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường và không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, dễ làm mất lòng của những người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu cảm thấy điều đó đúng đắn. Tuổi Giáp Thìn đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung, trong tháng này việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp gia chủ củng cố tài chính, phần nào yên tâm hơn khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, ngủ không sâu giấc, ăn uống thấy không ngon miệng. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ vào công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này. Báo hiệu sẽ có nhiều bội thu. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng gặp được những bạn hàng đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác, làm ăn, hướng tới mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính, kẻo mất tiền, mất cả quý nhân. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc khá vượng, tuổi Giáp Thìn có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người được thăng chức tăng lương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không một chút suy nghĩ, kẻo bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không được lý tưởng như mong muốn, có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả, lo toan, khiến tinh thần luôn căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ như hồi thanh niên, đừng bắt mình phải ôm đồm, lo lắng quá nhiều việc. Có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu để con cháu mình giải quyết khó khăn khúc mắc trong cuộc sống. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc lại và đi khám chữa bệnh ngay lập tức, bởi vì chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các quý gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Thìn sinh năm 1964 gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt đối với những người đang sống đơn thân hoặc độc thân. Bạn có thể cởi mở giao tiếp với mọi người, bạn có thể sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy.
ngày âm lịch ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung được phát sóng tiếp theo.